Hệ thống Euro Sài Gòn xin kính chào anh em. Chúc bạn em là một chiếc Amli rất là hiếm của hãng Marang. Đó là chiếc Amli Marang BM94 bản Limited. Thì em về được một con có hiện trạng là siêu đẹp ha, siêu đẹp luôn. Thì em quay theo về phần thông số trước cho anh em nào chưa biết ha, để anh em dễ lựa chọn để mua phối ghép cho phần lo của mình. Thì đối với chiếc Amli này được hãng Marang sản xuất vào năm 1988 à. Và nó có phần kích thước xoay ngang qua là 46.2 và cao lên là 16.7 và hậu sâu là 44.6 ha, và nặng là 23kg trên chiếc Amli, và công suất là 390W điện tiêu thụ. Thì chiếc Amli Marang này sử dụng điện 100V ha, hàng từ Nhật về. Thì phần ốc ác em đã mở sẵn rồi nè, anh em xem ốc ác nè, vàng ống ha. Thì phần ốc mình đã mở ra sẵn rồi, anh em nhìn hai bên có thể nó quát ra ha, cho mà gắn ốc vào thì nó sẽ khích lại như thế này. Đây này ha, gắn vào nó sẽ khích lại. Rồi về như vậy nói với anh em dễ hình dung. Rồi thì về phần mặt mũi này anh em xem, thì nó thiết kế mặt phay nhôm vàng cực đẹp và có cái logo MOSFET vàng ống, vàng như vàng 18K luôn này à. Và sử dụng hai cái hồi gỗ bóng Uno cực đẹp luôn, bóng là bóng sô gương luôn á. Đấy, không có trầy trụi gì nhiều hết ha, bóng lừ này, bóng như để như vậy anh em mới về thấy nè, anh em bóng dữ lắm luôn. Và các nút nát nè anh em coi, nó có một cái độ vàng vàng dữ lắm luôn, nó là cái vàng ống ống đẹp lắm. Đây, em quay đầy đủ sáng anh em xem phần mặt mũi anh em dễ xem nè. Đấy, cực keng ha. Và bao anh em là zin nguyên bản tuyệt đối 100% hết. Đây từng nút nát nè, nút nát là anh em thấy nó có cái bộ màu vàng, mà nó có màu vàng mà nó có cái ánh chiếu lên rất là đẹp. Hành vách nè, phần phía trên không có trầy trụi gì hết luôn, tem còn đầy đủ nè, hành vách nè, có một điểm trừ rất là nhỏ, cực nhỏ luôn. Em quay hết rồi chứ xíu em sẽ chỉ với anh em. Cũng lừ ai hình cạnh phía trên nó có một chút xíu siêu ở đây nè, toàn lại là như mới hết. Đây, nó có cái độ vàng ống như thế này. Đây, dạ rồi, em vừa có điện thoại ha. Rồi bây giờ em quay tiếp tục nè. Đây anh em, chung bây giờ em sẽ quay rất là kỹ cho anh em xem cái độ đẹp của nó ha. Những con này càng ngày càng khó mua. Thì đối với chiếc này ha, em cũng chia sẻ nè, em cũng mua được 3 con nhưng mà nó về rất là chậm. Đấy, thì em vừa cập bến thêm một cái cặp. Đây, cặp 44-28 thì em vừa về nè. Em về thêm một cái cặp thùng xốp đó nè. Đây thùng xốp, đây rồ 2 nè, đây một cái nè, chỉ có bô 600 SR được. Em mua được 2 con, em được 3 con, về được 2 con nè. Đây 600 SR rất đẹp luôn, đây con đó nè, đây. Rất là khen, chỉ có vệ sinh là anh em này yêu rồi, vệ sinh cái là vợ anh em ha, 18 năm anh em ha. Có một con cho anh em nào mà sưu tầm khoảng tầm mà tháng rưỡi nó mới về một con cho anh em là sưu tầm một cái con thùng xốp 600 SR, nhưng mà giá là cực kỳ là ngất ngưỡng luôn ha. Rồi đây là phần mặt mũi của chiếc Amli nè, gỗ sao. Rồi đây phần mặt sau nè anh em, đối với chiếc Amli, những dòng Amli đời cổ anh em nhìn con ốc là anh em đánh giá được cái nội thất ruột gan, em không bàn tới ngoài hình thức bên ngoài ha, anh em nhìn từng con ốc là bị đánh giá được cái nội thất rồi. Đây từng con ốc nè, mới như vừa đập hộp, cầu lo nè, đấy, Suzuki ha, 10089, đây là dây nguồn zin. Đây về phần thông số nè, BM94 sản xuất tại Gia Băng, công suất nguồn là 390W và kháng trở từ 4-16 ohm. À nãy ông chưa đáo phần công suất ra lo cho anh em ha. Về ở chiếc Amli này nó chạy cái lách A, và công suất chạy lách A là 35W trên mỗi một kênh lách A, và
công suất ra ở chế độ lách AB thì cho loa ra 8 ohm, thì ở chế độ 8 ohm thì nó là 140W trên mỗi một cầu lo. Mỗi cầu lo là 140W, và chế độ 4 ohm là 220W trên mỗi một kênh. Đấy ha. Và đánh chế độ A cộng B. Đây, cắt đường vào. Như mới như vừa xuất xưởng. Đây anh em xem kỹ nè. Đấy, ngay cả cái cầu chữ U này nó còn vàng ống luôn. Cái này nó nguyên bản như vậy, không thể nào mà làm độ chế gì được mà nó ra màu vàng như vậy anh em ha. Nó mới là nó mới. Đấy. Anh em nhìn cái chân ốc là biết nội thất rồi. Xíu em mở anh em nội thất xem luôn, mới lắm luôn. Đấy. À. Về phần điểm trừ, nó có một cái vết dơ ngay chỗ này. Ha. Đây anh em xem kỹ nè. Bóng lừ. Phục bằng mặt mũi phía trước rất là keng, cực keng ha. Còn mặt đáy rồi thắt thì anh em khỏi phải bàn luôn. Trong chiếc này là rất là đẹp ha. Rồi, nắp trên nè. Thì về mức giá ha, mức giá thì là 30 triệu em bao ship toàn quốc cho chiếc Marang BM94 bản Limited Gold. Cái phần nút này khó quay cho anh em xem cái hết cái độ đẹp của nó. Nó có một cái màu chiếu ánh kim rất là đẹp ha. Nó không phải là màu vàng mấy, nó là màu vàng chiếu ánh kim cực kỳ đẹp luôn. Anh em nhìn hình thức bên ngoài nó nhìn rất là đã. Đây này. Rồi thì bây giờ em mở phần nội thất ha. Dạ đây, đây là phần nội thất. Thì phần nắp á, nó dính nguyên cái hình chữ U như thế này. Khi ta mở ra thì nó ra như thế này luôn ha. Phía trong thì nó bắt hồi gỗ vào phía bên trong. Đấy. Rồi phần nội thất. Đây. Rồi sườn phía bên tay trái nè. Sườn bên tay phải. Thì những đời này nó được mạ đồng chống nhiễu hết rồi. Rồi phần nội thất nè anh em. Đây em quay trực trên xuống ha, trực diện nè. Đấy. Rất là keng. Phần nắp đáy lắc em mở anh em xem luôn. Vàng ống. Thì nó sử dụng một tông phun nguồn xuyến rất là to và 4 tụ lục nguồn. Và mỗi một vế như này nó đánh 6 sò MOSFET xanh đen. Thì phía bên đây là ba con xanh, thì tương ứng phía dưới là ba con, phía trên là ba con đen, phía dưới là ba con xanh, thì ngược lại bên này là ba con xanh, phía dưới là ba con đen, thì nó đánh sò MOSFET xanh đen ha. Đây. Đấy. Bộ mặt rất là mới. Đây. Thì cái này là nó là ba con xanh, thì tương ứng phía dưới là ba con đen ha. Bộ mặt phần toàn bên đây là chỉ đứng không nè. Đây là những cái tụ cao cấp, những cái tụ hồng này nè. Rồi, nội thất là cực mới luôn. Cho anh em nhìn cái từng con ốc và hình thức sơ bên ngoài là anh em đón được cái nội thất nó đẹp hay là xấu là nhìn là biết rồi. Nè, sâu bên trong từng con ốc ác nó còn mới tinh luôn. Nè. Thì những cái đời này nó xài sò điểm lớn xanh đen luôn nè. Ở với hai con nè. Đây, từng ốc ác phía trong phần ốc. Cái này cũng vậy nè. Rồi anh em nhìn chân rắc nó đã không? Nè. Anh thấy cái nút cái màu rất là đẹp. Rồi thì bây giờ em sẽ gắn dây và em test ha. Thì test cho thì đối với dòng phối ghép chiếc Amply này, anh em có thể phối ghép được rất là nhiều dòng lo ha, từ JB, những cái dòng lo Mỹ, những cái dòng lo JB, những dòng Bass 30 này có thể là anh em chơi được nè. Và là những cái dòng mà tương thích với những cái dòng đời mà giống như dưới năm 90 hoặc năm 2000 đổ lại ha. Và là những cái dòng
4312, 4319 hoặc là 4307, hoặc là những cái dòng best sell của châu Âu, những cái dòng của Nhật, thì chiếc Marang này thể hiện là cực kỳ tốt rồi. Thì chất âm của Marang anh em khỏi bàn ha. Luôn hay theo cái tầm chất của nó. Đây phần tụ nè. Đấy, ở trong này vẫn còn một tí bụi này, nhưng mà không đáng kể ha. Hiện trạng thì quá là đẹp rồi. Dạ rồi, thì bây giờ mình sẽ gắn vào và em test. Dạ rồi, thì em đã gắn dây kết nối và em kết nối chung với cặp JBL 4428 ha. Đây để em bật nhạc. Đây là volume. Thì chép riêng biệt của từng vế ha. Đây, phần dãy trên là của chép, phần dưới là của bass nè. Trước khi gửi cho anh em yên tâm cái phần đó. Rồi thì về phần phối ghép thì giống như lúc nãy em chia sẻ ha, anh em có thể ghép được rất là nhiều dòng lo. Dạ rồi, em xin kính chào anh em, và giá là 30 triệu em sẽ bao ship toàn quốc. Dạ rồi, em xin kính chào.